Dạ, con xin chào cô chú, chào cả nhà. Một ngày mới con xin chúc cô chú và cả nhà mình an lành và hạnh phúc. Chiếc chiếc đẻ nữa rồi cô chú. Trứng này con không biết là trứng có trống hay không nữa. Tại vì em chiếc chiếc ở chung với em chiếc chiếc được 3 ngày rồi mà con chưa có thấy đạp mái hay gì hết, nên con cũng không biết có trống hay không, nhưng mà con vẫn giữ lại cất để đánh dấu riêng. Trứng của em chiếc chiếc con không có trứng nào con ăn hết đó cô chú, toàn để lại làm kỷ niệm không à. Đó, được một trứng mà con chưa có lại, nó đang mừng con á. Chiếc ơi, cô chú hay cần rồi, con kêu chiếc ơi đã mừng rồi. Chiếc ơi, Chiếp ơi, nghe miệng bà Chiếp của con không à? Còn anh kia thì anh khàn tiếng quá, nghe không có rõ. Chiếp ơi, Chiếp ơi, Chiếp ơi. Rồi, thôi để con lấy trứng ra chứ không là nó đạp để mất tiền. Thôi nè, Chiếp ơi. Đây chị hai lấy trứng không? Chị hai lấy trứng. Biết mừng rồi. Biết mừng rồi, anh kẹ này anh cũng mừng dữ lắm rồi cô chú. Chiếp ơi, Chiếp hai ơi. Trứng của em Chiếp Chiếp bị bể rồi cô chú, bị bể mất tiêu, bị nứt cái vỏ, xong rồi bên đây bị lủng xuống, bị lội, thấy luôn lòng đỏ luôn rồi. Mà sao cái trứng này con cầm cái vỏ nó mỏng quá cô chú, cái vỏ mỏng lét à, nên là nó dễ bể cũng đúng, trứng mỏng lắm cô chú. Mấy này Chiếp nó bệnh đó, nên năm ra con không có cho ăn uống đâu, nên nó cũng không có cung cấp chất này đủ cho vỏ trứng cứng nữa. Con đang tính đánh dấu lại, để lại giờ nó bể mất tiêu cô chú. Giờ thôi để con lấy ra con làm đồ ăn luôn, chứ bây giờ nó bể để vậy thì nó ung, nó hư, nó thúi. Để con chiên trứng luôn cho mình. Trời, tội nghiệp bé đen quá cô chú ơi. Hôm qua làm trốn chủ không chịu về, xong rồi chủ đi kiếm hoài không thấy, xong rồi buổi tối đi kiếm ăn sao không biết, là leo cao quá bị té chật chân hay là bị người ta đánh, bây giờ cái một cái chân đi là nhắc luôn, không đi được cô chú, nó đau quá. Sáng giờ nó nằm ở chợ, nó làm mẹ con tưởng nó đi đâu mất tiêu, mẹ con đi kiếm nó thì ra nó đau quá, nó đi xuống mừng mẹ con không nổi. Nhìn chân này là bị ai đánh nè, cong vô luôn, đau quá trời. Mà trời đánh được có chứ, nó leo quá, nhiều khi nó leo vô nó phá, nó nghịch đồ của ai, người ta bực bội người ta đánh nó chứ. Cái gì đó con, thôi nghiệp ghê, cho nó miếng nước nè cô chú thấy không, chân của bé đen á, cái chân nó bị đau rồi nè con, nít nè, chật chân á là chật lần hai chân, chứ không có ai là đi đau một chân vậy đó. Tại vì bé Ú nhà con bữa nó nhảy cao quá, nó bị đau lần hai chân, nó đi không nổi. Còn bé Đen bị có một chân à. Ăn đi con, ăn đi, số này kỳ vậy. Ăn đi. Đau quá rồi. Muốn ăn đó mà ăn không nổi rồi. Thôi kệ nó ăn nữa thôi. Tạm sáng giờ đi kiếm. Bữa nay mấy bữa ra mừng nè, không thấy nó đau hết. Tưởng đâu nó bị cái gì rồi. Ai à, về nó đau quá, nó đau trốn ở kiếm góc mà nằm. Hả? Đau quá rồi. Lên trảnh hả? Đừng thôi. Nó đau, 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 à đau, đau. Để nó chổng cho nó làm như là không có ra ngoài, nó muốn ra ngoài nghe, không cho nó ra ngoài, còn nó đi đào. Nước không uống luôn hả?
bình thường nó khát nước lắm á, mà nó sợ nó quản không ta. Đen cô chú, xin chào cả nhà. Dạ thì hôm nay ở trước mặt con là một món quà đặc biệt của một cô bên Mỹ gửi dành tặng cho con, ba mẹ và em gái. Thì hôm nay con cũng muốn khui thùng quà này chung vui cùng với cô chú và cả nhà cùng với con. Dạ con giờ con xin được phép khui quà cô chú. Dạ cái cô gửi quà cho con là một cô ở bên Mỹ cô chú, một cô bên Mỹ. Dạ mà cô cũng xin được phép giấu tên tại vì cô cũng ngại. Cái tờ giấy nhắc con có biết gì. Dạ thùng quà, dạ thùng quà này cô chú, dạ thùng quà của cô gửi tặng cho con. Giờ con sẽ con xin mời cô chú và cả nhà mình khu quà cùng vui với con. Dạ cái bịch cái này là một bịch áo, mà cái này là một bịch áo cô chú. Còn có cái dao chứ không, để mấy em nghịch là lại nguy hiểm. Dạ hai cái áo luôn cô chú, áo khoác cô chú ơi, cái này là hai cái áo khoác. Dạ hai cái này là hai cái áo khoác mà cổ có nhắn tin với con là hai cái áo khoác này thì cổ có gửi tặng cho con và mẹ mỗi người một cái, mà con không biết chứ sao, con không biết là cái nào cho mẹ nào cho con, mà hai cái đều giống nhau. Dạ một cái size S một cái size M, thì để lát nữa con sẽ thủng cùng với mẹ, nếu mà mẹ mặc vừa size nào thì con đưa size đó cho mẹ con. Dạ hai cái áo khoác xinh lắm cô chú, cái áo khoác màu hồng, áo khoác màu hồng nhìn dễ thương quá trời. Cái này là size M cô chú. Một cái màu xanh dương này là size M, còn cái màu hồng là size S. Mà nhìn cái form áo thì con nghĩ chắc mẹ con mặc size S à. Rồi mẹ con nhỏ ký hơn con. Dạ hai cái áo để vào này. Dạ là một hộp thuốc. Dạ một hộp thuốc. Đây con thấy dạ một hộp thuốc. Dạ đây là một hộp thuốc mà con biết là thuốc gì, để con sẽ liên hệ lại cho cô để con hỏi, để con sử dụng cho nó đúng. Đây là một đôi dài cô chú, một đôi dài dễ thương lắm cô chú ơi, mà nó nhẹ nữa, con cầm thấy nó nhẹ tí.
te à. Dạ, hôm nay là một cô dài một tiếng. Dài dễ thương lắm. Thế con thử. Dạ, dừa cô chú ơi. Dạ, đôi dài này con mang dừa luôn á cô chú. Rất là đẹp luôn. Đôi dài này mang kiểu dáng thể thao quá trời. Cái này là nó dừa nó hơi rộng một chút xíu, nó đúng rồi, nó hơi rộng một chút xíu. Mà con mang vớ nữa là chắc con dừa rồi. Hơi rộng chút xíu. Dạ, số này là số mấy? Dạ, số này là số 39. À, nếu mà tính ở Mỹ là số 9 của chú. Số 9. Hơi rộng một chút xíu. Dạ, một hộp kẹo. Hộp kẹo si gum. Kẹo này thì con ở Việt Nam thì con cũng đã có ăn thử rồi. Con biết miếng kẹo si gum. Dạ, cái này cô gửi tặng cho con nguyên một hộp luôn. Dạ, con cảm ơn cô rất là nhiều. Đã thương con. Dạ, một hộp, lại một hộp thuốc nữa cô chú. Lại một hộp thuốc nữa. Dạ. Dạ, cái này là một này kẹo của chú ơi, con thấy để hình viên kẹo nè. Dạ, cái này là một hộp kẹo của cô gửi tặng cho con. Một kẹo. Dạ, một hộp bánh. À, giống hộp bánh. Đây là hộp bánh mà của Pháp. Giống như đợt trước cô đã gửi tặng cho con. Dạ, hôm nay cô lại gửi tiếp cho con một hộp nữa. Dạ, đây là một hộp kẹo sô-cô-la của chú. Đây là một hộp kẹo sô-cô-la mà coi cho nên con thấy có ghi dòng chữ. À dạ, cô chú ơi, thì ra hộp sô-cô-la này là cô gửi tặng cho ba mẹ, riêng cho ba mẹ của con. Dạ, đây là dòng chữ cô ghi là cô gửi tặng riêng cho ba mẹ con với dòng chữ chúc sức khỏe. Và một cái túi nữa cô chú. Một cái túi nữa. Trong đây con thấy có hai cái hộp rất là giống nhau. Mà trên đây có ghi cái dòng chữ là tụ sinh. Đây là thuốc tụ sinh cô chú. Mà dạ, đây là cô có ghi là thuốc tụ sinh. Còn hai cái thuốc này thì con không biết là gì, để con nhắn con liên hệ lại hỏi cô. Với lại con cũng sẵn hỏi luôn cách dùng nữa. Để nhiều lúc con chắc cô cũng quên. Với lại con hỏi cho chắc. Dạ, một hộp nữa. À, một rửa mặt của chú. Đây là hộp sữa rửa mặt. Hộp sữa rửa mặt cô tặng cho con. Dạ, đây cô chú ơi. Hộp sữa rửa mặt cô tặng cho con.
À, cô có ghi rõ cụ thể là chai này là sữa rửa mặt một lần vào ban đêm. Dạ, cô có ghi, cô rất là chu đáo, cô có ghi rõ cho con biết. Dạ, cái này cũng là một chai sữa rửa mặt cô có ghi cho con, như một tuần hai lần tẩy da chết. Dạ, cái chai này là, cái này là sữa rửa mặt bình thường, còn cái này là sữa rửa mặt chắc tẩy tế bào cô chú. Đây, cô có ghi cho con biết. Dạ, đây cô chú. Đây, đây là sản phẩm cô gửi tặng cho con hai cái. Dạ, và hai chai con thấy có đánh là số 1 với số 3 mà con không biết là gì hết trơn chú. Cái này cô không có ghi, để con hỏi lại cô. Hai cái này lạ quá, với lại cái chữ này không phải là chữ tiếng Anh nữa, cái tiếng của nước nào chú ơi, rất là lạ, con cũng không biết đọc làm sao hết. Và một cái túi này là chắc của con thấy nó cùng hãng với cái chai sản phẩm này, chắc mua cái sản phẩm này nó tặng cái túi của cô chú. Dạ, dạ thùng quà đã con vui đã xong. Dạ thì con cũng cảm ơn cô rất là nhiều, đã thương gia đình con. Đã tặng cho ba mẹ con một hộp sô-cô-la và bánh kẹo cho con với em. Dạ con cũng xin thay ba mẹ và em gái cũng cảm ơn cô rất là nhiều. Xin chúc cô là luôn thật nhiều sức khỏe và luôn vui tươi trong cuộc sống. Dạ con cũng xin nói lời chân thành của con là cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ con cũng xin kết thúc video clip ở đây. Con xin chúc cô chú và cả nhà mình xem clip vui vẻ và một ngày mới an lành và hạnh phúc. Dạ con cũng xin bye bye cô chú và cả nhà mình.